Trung Kiên Audio xin kính chào các bác và các anh em. Trung Kiên Audio lên sóng test bộ dàn Sony model là CMT-M33NT hay gọi tắt là bộ NetMD. Đầu tiên em xin phép test chất âm của bộ dàn, sau đó em sẽ test chức năng của bộ dàn và báo giá cho anh em nhé. Test chức năng là chức năng chơi giải mã của nó. Anh em ấn cho em một nút function ở trên phím mặt màn máy. Chuyển sang chế độ là nó ghi là chế độ optical in. Anh em chờ em mấy giây để em chuyển ở TV nhà em nhé. Rồi, giải mã đã hoạt động các bác nhé. Tiếp chức năng đọc đĩa CD của bộ dàn MD thì con này bị đứt dây cột loa, đĩa đang nằm trong máy, em không dọn nữa bởi dọn nó mất thời gian, phát sinh thêm công mà anh em cũng chơi MD cũng rất là ít rồi, đang kẹt mấy đĩa MD về bỉa biến đứt dây cột loa cho nên nó không ra được nữa, nó đang nằm trong máy. Theo máy thì em sẽ tặng các bác luôn, em để luôn trong này, em không lấy nữa. Đĩa của hãng TDK, đĩa còn rất là mới, nước cực kỳ đẹp luôn. Nhạc Nhật khá là hay, tặng các bác luôn. MD thì nó nằm trong máy rồi, chả biết nó chơi được không, nhưng đại khái là nó đứt dây cột loa thì nó sẽ... À, MD vẫn chơi con nhá, mắt vẫn ok đây này. Nhưng mà nó đứt dây loa nó không ra đâu. Đấy. Anh em thích chơi MD, anh em thêm 100 nữa, anh sẽ dọn luôn anh em cái MD thay dây cột loa là được nhá. Đấy, con em lừa đấy, nó không làm đâu. Đấy, tặng luôn cái bác đĩa MD trong máy luôn. Ấn nó không ra nữa rồi. Rồi chuyển về chế độ điện thoại nha. Anh em ấn vào nút Analog In để chơi điện thoại. Ngoài ra con này có một chế độ chơi máy tính nữa, qua chế độ PC. Nhưng chế độ này thì phải có laptop hoặc có máy tính ở đây thì em sẽ không tó. Có thiết bị ở đây thì em bỏ qua luôn cái tính năng chơi laptop nhé. À, chơi máy tính nhé, xin lỗi. Đấy, còn có cái băng nữa, cái băng em không test thì băng chắc chắn là phải dọn mới chơi được rồi. Vì cái dòng tất cả các bạn nghe set của cái dàn mini nó đều bị kẹt cả hoặc là đứt dây cột loa. Con này sẽ có chỉnh bass chép trên khiển, anh em thao tác nút giữa này và lên xuống để tăng giảm, và nút góc này nút SC bass để anh em tăng giá trị bass lên nhé. Đây anh em nhìn em làm nút góc này, nút audio nhé, on off này là tăng giá trị bass DSG này, còn nút giữa là bass chép và lên xuống để tăng giảm. Đây bass của nó đây, chép đây, tăng giảm bằng cách là lên xuống, ấn lên hoặc ấn xuống các bác nhé. Đấy, để tăng giảm. Còn nút này nút tắt nguồn. À, nút này nút tắt nguồn xin lỗi. Nút này tắt nguồn. Nút này nút TV để nhận lệnh nhé. Trước khi dùng có nút TV để nhận lệnh giúp em. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Còn volume thì ở cái chỗ volume bây giờ cho các bạn đã biết rồi nhé. Đấy, rất là dễ. Con này thì các bác nên để chế độ bass không hoặc bass 1 thôi. Còn chắc anh em để cho mắc nha. Nghe sẽ rất là hay. Thế là cái cách chơi của cái dàn này là như vậy. Còn tùy anh em, mỗi bản nhạc anh em có thể điều chỉnh khác nhau. Dàn riêng như bảo 100% bãi về. Hình thức thì còn tương đối thôi. Đấy, cũng không quá đẹp, không quá xấu, trời xước do thời gian và do người sử dụng. Đấy, như em quay các ông nhé. Về cơ bản nó vẫn còn tương đối đẹp, em đánh giá là tương đối đẹp, loa không vỡ, không bể nở, đấy là được rồi. Đấy, thế còn các vết trời xước thì có thể là có nhưng cũng không nhiều, không ít không nhiều đấy. Nói chung về cơ bản là cũng vung ván thôi. Đấy, đằng sau đây
Loa này công suất của nó sẽ là 100W hai loa và trở kháng là 6 ohm các bác nhé. Đấy. Jack loa đây anh em cắm đúng chiều là sẽ vào nhé. Còn jack ở đây là jack giải mã này, để chơi giải mã từ TV này. Jack này jack chơi điện thoại này các bác nhé. Còn có cả cổng USB PC, các bác tự test cho em tính năng này em không có máy tính ở đây em không test được. Chắc chắn tính này em nghĩ là sẽ hoạt động thôi. Đó. Nếu như bỏ công ra thì sẽ chạy luôn cả MD, nhưng em cũng lười lắm, em chả làm đâu. Bác nào thích chạy MD thì em tháo dây, em thay dây Cora thì thêm 100 nghìn nữa. Còn mẫu này thì thôi em bán rẻ cho các bác. Tất cả giá nêu thì đã bao gồm phụ kiện là một chiếc điều khiển này để anh em thao tác này, chỉnh bát check này, một chiếc đổi nguồn để anh em có thể chơi chuyển điện 100 này, một cái dây chơi điện thoại máy tính và TV qua cổng 3.5 nữa này. Đấy, tất cả phụ kiện em đều bán kèm hết. Anh em nào có phụ kiện nào rồi có thể trừ báo em sẽ trừ tiền đi cho anh em, rất thoải mái là như thế anh em nhé. Đấy. Thế à, lúc em quay còn thiếu cái e-căng. Đây, e-căng của con này thì nói luôn nó không được đẹp lắm. Đây, e-căng như em quay nha các bác nhé. Nó không được đẹp lắm. Đấy, rách dính ở đây. Đấy, thì e-căng nói chung là con này xấu. Thì bộ da này em để cho các bác giá cũng hữu nghị. Các bác nào cảm thấy giá là hợp lý thì các bác chốt nhá. Bộ da này bao gồm mọi phụ kiện em vừa mới nêu. Mức giá sẽ là 1.250.000. 1.250.000. Đấy. Các bác chuyển đủ em miễn phí ship luôn cho các bác luôn. Mà anh em chuyển cọc thì em không miễn phí ship nhá. Chuyển cọc cọc trước em 300. Đấy, chuyển đủ em miễn phí ship luôn. Em 1.250.000. Bác nào chốt thì nhắn tin em vào số Zalo 0975 575262. Rồi, chân thành cảm ơn các bác và anh em.